Chẳng ai muốn rụng tóc, chẳng ai muốn chọc lóc, giờ đã có Max Hair. Tôi thích Max Hair, tóc muốn dùng cũng khó nhẹ. Tôi thích Max Hair, Max Hair, Max Hair. Tôi thích Max Hair, nhanh chóng mọc tóc đó nhẹ. Tôi thích Max Hair, Max Hair, Max Hair. Max Hair giúp ngăn rụng tóc, kích thích mọc tóc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nhãn hàng Max Hair hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Sống Khỏe Đời Vui được phát sóng vào lúc 17h30 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Max Hair đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, ông bà của chúng ta thường có câu nói cái răng, cái tóc là gốc con người. Điều này cho thấy được rằng có một mái tóc dày, bóng mượt sẽ giúp cho người ta cảm thấy là tự tin hơn trong việc giao tiếp hàng ngày và đặc biệt là còn yếu tố thẩm mỹ nữa. Tuy nhiên, khi càng cao tuổi, đặc biệt là ở lứa tuổi trung niên thì nhiều người gặp phải vấn đề là bị rụng tóc, hói đầu, xảy ra ở cả nam giới lẫn nữ giới. Vậy phương pháp điều trị là gì để mang lại hiệu quả cao? Thì ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ Trương Ngọc Huy để tìm ra câu trả lời nhé. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào chị Thanh Phương và chào tất cả quý vị. Xin được cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với Thanh Phương trong chương trình ngày hôm nay. Và quý vị ơi, trong khi chương trình diễn ra, quý vị có bất kỳ những câu hỏi thắc mắc nào liên quan đến chứng bệnh rụng tóc, hói đầu, hãy vui lòng gọi vào số hotline hoàn toàn miễn cước, đó là 1800 1506. Còn bây giờ kính mời bác sĩ và quý vị cùng theo dõi câu chuyện tiểu phẩm của chương trình. Này cô bé, con mái tóc đuôi gà, đạp xe tới bốc cái gì vậy? Trời ơi, chết. Ừ, cái thằng quỷ, trời ơi, thiệt tình. Chỉ mà hồi nãy mà tốc độ mà mạnh một chút xíu nữa. Chết em chưa? Chết chưa? Chết cái gì mà chết? Đã gì? Tóc tai làm gì nhức ra khỏi đầu được vậy? Hả? Sao nhức ra được khỏi cái đầu? Mấy người là em tôi mà sao mấy người làm như từ hành tinh nào rớt xuống vậy? Lần đầu tiên thấy phụ nữ mà đội tóc giả sao mà làm gì mặt ngạc nhiên vậy? Đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp chưa? Gà trống giùm cái. Sát đi. Cái gì mà cười vậy trời? Trời ơi, đi cái xe hệt cần chết, chống chơi không tới, đi ngoài đường có đây. Né, 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 xe thắng mà. Chị, phải công nhận một điều nha chị. Nào giờ sống chung với chị, em tưởng tóc chị là tóc jean, tóc riêu. Đâu ngờ, tóc chị tóc pha ke. Pha ke là cái gì? Tóc giả đó. Tóc giả đó. Còn mấy người nhỏ tôi bao nhiêu tuổi mà cái... À! Sao? Trời, tóc cũng đâu có thua gì tôi. Còn tóc bạc nó kìa. Chả giỡn cái nón ra không? Giỡn ra cho tao chạy em hả? Ủa? Quyên. Dạ. Ừ, ngồi chơi đi. Chào Nam, được xem. Ừ, ngồi đi chơi. Ngồi chơi, ngồi chơi. Anh mới thấy em đi chợ hả? Dạ. Em muốn uống gì cái anh nhờ chị Sen vô làm cho em ha. Dạ, dạ thôi được rồi. Không nhờ đi để chị vô trong được không? Không sao, em qua đây á, gửi chị cái này nè. Ủa, đưa thiệp á hả? Chừng nào, chừng nào? Dạ thứ Bảy. Nguyên. Dạ. Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Có phải em chơi đầu hói đúng không? Dạ không. Không chơi đầu hói tại sao đối xử với anh như vậy? Mình thương một người là vì tính tình, tâm hồn, chứ đâu liên quan gì hói tóc hay đầu hói rụng tóc gì đâu. Chị nói cho em nghe, tâm sự thằng em gì chị rành lắm, tội nghiệp lắm, nó thương người mà nó không có dám nói, hiểu không? Rồi nó bị mặc cảm, nó chưa có già mà bị rụng, bị hói. Em biết không, ăn đồ bổ nè, rồi thay đổi dầu gội đầu liên tục mà không có hiệu quả. Rồi từ đó nó mặc cảm, nó không có dám quen là bạn với ai trêu, thấy thương nó quá. Chị còn nói nữa hả? Chị biết cái ngày hôm nay em ra cớ sự như này là do chị đó chị. Chị lo lắng cho em cái gì đâu. Chị lo cái gì? Chị còn nói nữa. Sao? Chị nhớ hồi xưa không? Tướng em rất là muối sồ. Muối sồ là cái gì? Là xáo muối. Cục nào ra cục nấy, đúng không? Mặc dù là tóc thưa, ít tóc, nhưng mà chị sao chị khuyên em nè, muốn mọc tóc không? Chị bắt em ăn hà thủ ô, hầm với gà. Thì em ăn, em ăn lắm, em ăn nhiều lắm, ăn mấy chục con luôn. Càng ngày càng mập lên mấy chục ký luôn. Mà tóc không mọc ra, không phải lỗi chị, lỗi ai? À, em hiểu rồi. Coi chừng anh bị rụng tóc á, là do suy giảm DHT đó. Ủa em, DHT là cái gì vậy? Là hormone nam giới đó anh. Hormone nam giới hả? Chưa hiểu, giải thích anh hiểu hơn coi. Đó là nguyên nhân chính gây rụng tóc đó. Bây giờ anh muốn tóc bọc lại, anh phải tìm cách cân bằng hormone DHT. Ê, nếu có cách rồi em chỉ chị đi. Dù là lên trên núi, xuống chảo dầu, chị cũng tìm bằng cách chị làm như thế nào cho em chị nó ra tóc thiệt là dài, thiệt là rậm rạp, thiệt là đen thuyên, chị mới chịu. Em bắt đầu thương chị lại rồi đó. Đó, chị với em mình mà. Dạ, em mời anh chị nghe bác sĩ tư vấn. Theo bác sĩ thì ở nam giới và nữ giới thì giới nào sẽ bị rụng tóc nhiều hơn và mức độ khác nhau như thế nào ạ? Thực sự ra mà rụng tóc nhiều hơn hay là ít hơn thì nam nữ thì gần như là như nhau, đều có cái tỷ lệ như nhau. Nhưng mà mức độ thì đó là nam là sẽ nặng hơn, khi mà có thì sẽ nặng hơn. Thì cái đối tượng mà rụng tóc nhiều thường xuyên thì là nữ sẽ nhiều hơn. Nam thì chúng ta sẽ có những cái dạng rụng tóc như là rụng tóc chữ M tự nhiên giống như là Hồng Anh Nhi vậy đó, rồi hoặc là chữ U, nó lượn nhẹ một cái, nó liếm ở trên đầu chúng ta một miếng hai bên. Còn nữ chúng ta sẽ có những cái dạng rụng như là dạng rụng hình cái thông, rụng chỉ ra, hoặc là rụng đều hết cả cái đầu, hoặc là rụng ở trên đỉnh đầu của chúng ta. Đó là những cái dạng rụng tóc ở nam và nữ. Còn nữ thì thường sẽ bị rụng tóc vào cái thời điểm mà chúng ta thường là sau sinh, hoặc là chúng ta bị rối loạn về nội tiết tố, hoặc là chúng ta bị thay đổi về nội tiết tố, hoặc là cái giai đoạn mà chúng ta nằm trong giai đoạn tiền mãn kinh thì phụ nữ sẽ bị rụng tóc. Đó. Đàn ông vẫn có thể bị rụng tóc, đặc biệt là ở sau cái tuổi 40. Gần đây mọi người chú ý hơn về nhan sắc, thì chúng ta ra ngoài đường chúng ta thi thoảng chúng ta cũng sẽ xịt keo, vuốt reo, vuốt tóc đó, thì những cái đó là những cái hóa chất nó cũng gây ảnh hưởng trực tiếp lên trên tóc của chúng ta và có thể dẫn đến rụng tóc, và thậm chí là chúng ta đổi màu, nhuộm tóc cũng gây tình trạng rụng tóc. Thế còn nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc là bị rụng tóc hói đầu ở hai giới nó có khác nhau và giống nhau như thế nào ạ? Nói về cái rụng tóc mà nam là do di truyền là như sau nè, do cái gen nằm ở trên nhiễm sắc thể giới tính, nó thể hiện ở nam nhiều hơn so với nữ. Để có một cộng đồng hợp lặng ở trên nữ thì nó sẽ hiếm hơn. Rồi một số trường hợp chúng ta bị viêm da, có thể kể đến như viêm da tiết bã do những cái nấm Malassezia, nó không chỉ rụng tóc mà chúng ta rụng luôn lông chân mày đó, nó rụng hết, thì chúng ta phải lưu ý về những cái trường hợp như vậy. Thứ ba là về stress, căng thẳng, áp lực, và chúng ta thức khuya thức hôm thì hiển nhiên chúng ta sẽ phải bị rụng tóc nhiều hơn. Một yếu tố mà tôi nghĩ rằng là cả nam lẫn nữ đều không thể tránh khỏi, vì nó chiếm tới 80% tỷ lệ rụng tóc ở người rụng tóc. Đó chính là cái nguyên nhân tăng cái DHT, là do đến cái thời kỳ của chúng ta, phụ nữ thì thời kỳ mãn kinh, tiền mãn kinh, còn đàn ông thì là từ sau 40 tuổi trở đi chúng ta sẽ bị rụng tóc. Thì chúng ta cần phải cân bằng chính cái sức khỏe của chúng ta, nào là chúng ta bổ sung dinh dưỡng hay là chúng ta thay đổi những thói quen sinh hoạt, giữ được tóc ở trên cái giai đoạn của chúng ta. Như vậy thì các phương pháp điều trị rụng tóc hói đầu ở cả hai giới thì chắc chắn cũng sẽ giống nhau đúng không ạ? Nói về đông y đi thì chúng ta sẽ thấy có những cái giải pháp để chúng ta điều trị rụng tóc. Đầu tiên chúng ta sẽ phải quay về những cái câu chuyện là Việt Nam chúng ta đã sản xuất rất nhiều những cái loại mà chúng ta có thể bổ sung bằng đường uống. Nó có chứa những cái Polyactive là chiết xuất từ mầm gạo. Thì những cái chiết xuất từ mầm gạo, axit amin đó, nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta giảm đi cái tình trạng mà rụng tóc, vì nó tăng cái tình trạng nang tóc đến 60%. Nó tăng được cái nang tóc của chúng ta. Khi mà nang tóc chúng ta nhiều thì cái khả năng mà chúng ta mọc tóc nó sẽ càng cao hơn nữa. Và là nó phối hợp, những cái dạng viên này nó có những cái dạng thành phần phối hợp, nên là chúng ta thường đừng bao giờ mà chúng ta mua một cây một thứ chúng ta về uống thì không bao giờ có hiệu quả đâu. Lúc nào cũng vậy, phải có một cái sự phối hợp để nó mang lại được cái hiệu quả tốt nhất. Phối hợp với phức hợp kẽm L-arginine nè, Polyactive, hà thủ ô đỏ, biotin, vitamin B5 để làm cho cái tóc của chúng ta nó được mọc ra, rồi nó có nang, nó có đất, nó trồng rồi thì nó ra thì nó phải khỏe thì nó mới vươn lên mình được, để nó mới sống được. Để mà chúng ta có tóc mọc nhanh hơn thì chúng ta sẽ phải bổ sung những cái thực phẩm chức năng, những cái dinh dưỡng từ phía bên trong để làm giảm cái dihydrotestosterone, tức là DHT. Từ đó khi mà giảm được DHT rồi thì hiển nhiên tóc của chúng ta đã mọc được rồi. Thì những cái chất ở trên đó thì nó sẽ phù hợp đối với cả nam lẫn nữ, chúng ta có thể sử dụng thoải mái. Và thưa bác sĩ, khi mà chúng ta bổ sung những cái hoạt chất dinh dưỡng, những cái thảo dược đó thì mình cần lưu ý gì đến liều lượng? Và ngoài ra thì có lưu ý về cái chế độ dinh dưỡng hoặc là sinh hoạt hàng ngày hay không ạ? Đối với những cái trường hợp mà chúng ta muốn là chúng ta đạt được cái hiệu quả tốt nhất thì chúng ta nên làm theo cái LBC, cái hướng dẫn ở trên cái sản phẩm của chúng ta, thì chúng ta uống ít nhất cũng phải 3 tháng. Tối thiểu là 3 tháng, uống có 1-2 tháng mà chúng ta cảm thấy chúng ta ngừng thì nó thực sự nó chưa là mang lại hiệu quả. đúng liều lượng, đúng cái tác dụng thì thuốc nó mới có hiệu quả chúng ta được. Có nhiều khi uống tới tháng thứ 2 không thấy hiệu quả, chỉ cần tự nhiên tới tháng thứ 3 nó mọc tóc. Những cái trường hợp như vậy, tại vì cái nó cũng cần phải có thời gian để nó nang tóc nó nở ra, rồi sau đó tóc của chúng ta nó mới mọc lên. Tiếp theo là chúng ta phải bổ sung thêm những cái dinh dưỡng. Chúng ta có thể bổ sung thêm một số loại hải sản, một số loại thức ăn mà nó trong đó nó có kẽm, như vậy chúng ta sẽ tốt hơn. Và chúng ta có thể bổ sung thêm những cái vitamin và những cái khoáng chất như là trái cây, như là bơ nè. Trong bơ có 25 vitamin và khoáng chất, chúng ta có thể bổ sung bơ sẽ tốt hơn. Chẳng ai muốn rụng tóc, chẳng ai muốn chọc lóc, giờ đã có Max Hair. Tôi thích Max Hair, tóc muốn dùng cũng khó nhẹ. Tôi thích Max Hair, Max Hair, Max Hair. Tôi thích Max Hair, nhanh chóng mọc tóc đó nhẹ. Tôi thích Max Hair, Max Hair, Max Hair. Max Hair giúp ngăn rụng tóc, kích thích mọc tóc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Vâng, xin cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ. Khi chương trình diễn ra thì chúng tôi nhận được khá nhiều những câu hỏi của quý vị khán giả gửi về cho chương trình. Chúng tôi xin được kết nối với vị khán giả tên là Thanh Trúc, 45 tuổi, hiện tại đang ở Trà Vinh. Xin chào bác sĩ, tôi bị rụng tóc đã hơn 1 năm, tóc hói lộ rõ phần da đầu. Đi khám thì biết rằng tôi bị suy giảm nội tiết tố. Tôi cũng đã uống rất nhiều thuốc nhưng không hiệu quả. Vậy tôi phải làm thế nào để đạt được hiệu quả điều trị, cải thiện tình trạng rụng tóc ạ? Xin cảm ơn bác sĩ. Xin được cảm ơn câu hỏi của vị khán giả vừa rồi và xin mời phần tư vấn của bác sĩ ạ. Câu hỏi của chị rất là hay. Chị đã đi thăm khám bác sĩ là chị đã biết được rằng là chị đang bị suy giảm về nội tiết tố. Thì khi mà chị suy giảm về nội tiết tố thì chị sẽ bị tăng quá nhiều DHT, dihydrotestosterone. Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm bổ sung cho sức khỏe chúng ta để làm giảm cái dihydrotestosterone đó. Chúng ta phải hỏi ý kiến bác sĩ là tôi có thể sử dụng những sản phẩm có chứa Polyactive hay không, có chứa những cái loại ức chế enzyme 5 alpha reductase hay không. Chúng ta có thể sử dụng những cái loại là L-arginine, kẽm, biotin. Và chúng ta sử dụng những cái sản phẩm có chứa là hà thủ ô đỏ, vitamin B5. Đó là những cái mà chị đang rất là cần. Giảm dihydrotestosterone thì chị chắc chắn là tóc của chị sẽ mọc lên thôi. Và chị phải cân bằng được cái chế độ dinh dưỡng và sức khỏe của chị nữa. Không có quá stress, đừng có căng thẳng. Bạn căng thẳng càng nhiều là bạn sẽ bị rụng tóc càng nhiều. Xin được cảm ơn bác sĩ và xin được kết nối với vị khán giả tiếp theo. Đó chính là khán giả bác Ngọc Thành, 57 tuổi, ngụ tại Cà Mau. Thưa bác sĩ, tôi bị hói đầu cũng khá lâu rồi. Điều này làm tôi mất đi sự tự tin. Tôi muốn dùng sản phẩm từ thảo dược nhưng tình trạng hói đầu lâu năm của tôi có cải thiện được không? Tôi được biết sản phẩm có chứa Polyactive nhưng có những công trình nghiên cứu nào chứng minh sản phẩm có hiệu quả không ạ? Xin bác sĩ chia sẻ với tôi. Xin mời phần chia sẻ của bác sĩ. Thật sự ra cái Polyactive là cái sản phẩm được chiết xuất từ cái mầm gạo O-Zira. Thì cái mầm gạo này là được chiết xuất ở Nhật Bản đó. Và người Nhật Bản họ sử dụng để làm cái mỹ phẩm và cũng giống như là cái sản phẩm làm đẹp của họ. Và có rất nhiều những công trình nghiên cứu về Polyactive này có thể hiệu quả cho cái tóc của chúng ta và làm tăng cái tỷ lệ nang tóc của chúng ta lên đến 60%. Và khi tăng lên đến 60% như vậy thì cái tóc của chúng ta nó sẽ mọc nhiều hơn. Tiếp theo là chúng ta có thể kể đến là cái vấn đề là khi mà sử dụng những cái sản phẩm mà mọc tóc như vậy thì đối với bác thì thực sự bác vẫn có thể mọc tóc được. Bác cần phải đi thăm khám bác sĩ, tầm soát được hết tất cả các nguyên nhân, những bệnh lý của bác là như thế nào, rồi mới xác định rằng là bác bị rụng tóc do đâu. Khi bác đã được khẳng định là bác đã bị rụng tóc do đâu rồi thì chúng ta có thể bổ sung những cái thực phẩm bổ sung có chứa Polyactive, có chứa hà thủ ô đỏ, phức hợp kẽm L-arginine. Đó là những cái mà chúng ta có thể bổ sung cho cái sức khỏe của chúng ta thì tóc của chúng ta nó sẽ mọc nhiều hơn. Việc mà chúng ta mọc tóc là có hai chuyện thôi, tăng tóc và giữ tóc. Tăng tóc thì phải giữ tóc chứ không tóc nó cũng nó mọc lên lon con nó rụng cũng vậy. Thì sau khi mà chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề đó rồi thì chúng ta mới quay về câu chuyện rằng là chúng ta phải lựa chọn những sản phẩm như thế nào là tốt nhất. Tại vì trên thị trường ngày nay vô vàn sản phẩm quảng cáo là có thể trị được rụng tóc. Tuy nhiên chúng ta phải lựa chọn những sản phẩm nào đã đạt được tiêu chuẩn về thực hành tốt, sản xuất tốt, thí dụ như là thực phẩm chức năng hay là thực hành sản xuất tốt thì chúng ta hẳn sử dụng những sản phẩm như vậy, chứ không chính chúng ta là người tiền mất mà tật mang và đôi khi gây những cái bệnh lý khác. Chúng ta phải có chế độ ăn uống là giảm đi những cái dầu mỡ quá nhiều, chúng ta phải cân bằng được cái dinh dưỡng trong cơ thể và chúng ta phải ăn thêm nhiều vitamin C, E, A, những cái vitamin và khoáng chất như vậy để cho cái sức khỏe của chúng ta tăng cường sức đề kháng thì tóc của chúng ta nó cũng sẽ mọc được nhiều hơn, nang tóc chúng ta sẽ giữ được cái tóc của chúng ta sau khi nó được mọc mới. Một điều quan trọng hơn hết đó là chúng ta phải có chế độ tập thể dục thường xuyên và lưu ý là cái việc mà chúng ta gội đầu nè, và chúng ta chải tóc nè, những cái việc mà tác động lên tóc nó phải thật sự là nhẹ nhàng. Chúng ta chỉ cần dùng cái phần mềm ở trên những ngón tay của chúng ta, vùng da này chúng ta gội đầu thôi là đầu chúng ta đã sạch rồi, không được tác động quá nhiều. Và chúng ta phải kiểm tra thử coi chúng ta có bị gầu hay không, hay là chúng ta có bị nấm hay không. Từ những cái nguyên nhân đó, chúng ta đưa ra những cái giải pháp cho chính mình để chúng ta tránh tình trạng chúng ta bị rụng tóc. Xin cảm ơn bác sĩ với những lưu ý quan trọng vừa rồi dành cho chương trình. Và bây giờ sau khi lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ rồi thì không biết là các nhân vật của chúng ta sẽ giải quyết vấn đề ra sao. Mời quý vị cùng quay trở lại với câu chuyện tiểu phẩm nhé. Trước đây á, em cũng bị rụng tóc dữ lắm. Tóc rụng đến nỗi lộ da đầu luôn. Vậy hả? Em vuốt đến đâu á rồi rụng đến đó. Trời ơi, cái tình trạng em nói y hệt chị lúc chị 40 tuổi gì đó. Trời ơi, tóc chị rụng quá trời quá đất luôn. Ở kia dùng thảo dược, ăn uống đủ thứ mà cũng rụng. Em 50 tuổi nè, chị phải mua tóc giả chị đội đó. Anh cảm ơn Quyền, em về đi. Em về đi. Mặc dù anh biết cách chữa trị nhưng thôi anh để vậy luôn. Sao vậy? Bây giờ người em thương như vậy rồi, em chữa tóc để làm cái gì nữa? Nghe em nói nè, mình làm đẹp là cho chính bản thân mình trước. Mình đẹp, mình khỏe, mình tự tin thì nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Trước tiên á, anh phải điều trị theo lời của chuyên gia. Nghe chưa? Nhưng mà em hỏi chị với lại Quyền vậy nè, nãy chuyên gia nói là phải dùng cái thuốc từ thảo dược, mà thảo dược đó là từ Nhật Bản. Không lẽ giờ em qua Nhật Bản sao được? Sao em? Em có đem qua tặng anh nè. Ồ, vậy hả? Wow. Đây là viên uống mọc tóc dành cho cả nam và nữ, chứa Polyactive chiết xuất từ mầm gạo Nhật Bản, giúp tóc chắc khỏe, hỗ trợ tóc mọc nhanh. Ngoài ra còn giảm nguy cơ rụng tóc. Sản phẩm này có mặt trên thị trường 10 năm rồi đó. Hơn nữa cam kết hoàn tiền 100% nếu mình không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Sao hay quá vậy em? Ê em, vậy mình sử dụng liều lượng sao để cho nó có hiệu quả em? Mình sử dụng 4 viên một ngày, chia làm 2 lần, dùng sau bữa ăn. Mình phải sử dụng trong vòng 3 tháng nha. Sau đó duy trì uống 2 viên một ngày, chia làm 2 lần đó anh. Vậy là sản phẩm này á, dùng cho những người rụng tóc nhiều đúng không? Rụng tóc do thay đổi nội tiết nè, do lão hóa nè, do thiếu dinh dưỡng nè, rồi làm việc căng thẳng nữa. Dạ. Rồi cái người mà bị rụng tóc lâu năm như chị rồi uống có được hay không? Được chứ chị, nhưng chị phải kiên nhẫn uống trong vòng 6 tháng để nang tóc với chân tóc phục hồi, lúc đó tóc sẽ mọc tốt hơn. Ồ, vậy mọc hay hả? Cái này á là sử dụng lâu lắm á, sử dụng tới 6 tháng nữa, nó có ảnh hưởng gì tới cơ thể mình không? Không, nó an toàn lắm anh, bởi vì chiết xuất từ thảo dược mà. Ủa, có nghĩa là bây giờ mình sử dụng cái này 6 tháng là có thể nang tóc mình phục hồi rồi tóc mình mọc lại được hả? Đúng rồi anh. Dạ anh cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn quá. Em tặng cho anh. Ủa đó. Tặng hả? Dạ. Trời ơi, tặng kìa. Được rồi, để thứ Bảy này chị sẽ qua chị dự. Dạ, em cho anh một cơ hội được không em? Gì anh? Không mấy em giờ cái tiền này lại 6 tháng nữa được không? Lúc đó 6 tháng sau tóc anh mọc lại đầy đủ rồi, em lựa chọn cũng chưa muộn mà em. Đâu có được. Sinh nhật sao vậy? Hả? Sinh nhật? Ủa, sinh nhật tao mời cái thiệp nhỏ, sao em mời cái thiệp bự làm anh tưởng đám cưới không á? Trời ơi, tội nghiệp em chị, nó thầm yêu, trời em nhớ người ta đưa thiệp đỏ lại giờ nó buồn. Thiệt ra là giường hồng có lối nhưng chưa ai vào. Có, nè, ê, vượt nghe chưa? Nhao vô liền, mà nếu mà cái cửa rào mà nó khóa lại phóng luôn. Khóa luôn. Làm bạn gái nha. Vậy là chịu rồi. Lời khuyên của bác sĩ: tránh căng thẳng, stress, hạn chế thức khuya, ăn uống đủ chất, bổ sung protein có trong thịt, trứng, sữa, các loại thực phẩm có nhiều chất béo omega 3 như cá thu, hàu, vân vân. Gội đầu bằng các loại thảo dược, hạn chế hóa chất làm tóc. Sử dụng các thảo dược có chứa Polyactive, kẽm, L-arginine giúp ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh đen chắc khỏe. Kiên trì sử dụng thảo dược trên từ 3 tháng để giúp tóc khỏe, hạn chế rụng và mọc lại tóc mới ổn định. Nhãn hàng Max Hair hân hạnh đồng hành cùng chương trình. vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị thật nhiều những thông tin, những kiến thức hữu ích liên quan đến căn bệnh rụng tóc hói đầu ở cả nam giới lẫn nữ giới, để từ đó chúng ta có phương pháp điều trị hợp lý và hiệu quả nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với Thanh Phương trong chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn chị Thanh Phương và cảm ơn tất cả quý vị. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Max Hair đã đồng hành cùng với chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.